đi giữa hai hàng lính vẫn ung dung mỉm cười, ngắt một đóa hoa tươi chị cài lên mái tóc. Tên chị đã đi vào thơ ca, trở thành biểu tượng cao đẹp, sáng trong của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Mời các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu cùng thưởng thức tác phẩm Biết ơn chị Võ Thị Sáu của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ đã hóa thân vào vai diễn nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong bộ phim Người con gái đất đỏ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và các nghệ sĩ múa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.